chợ này là chợ trái cây. Bơ chôm chôm 20.000 ký, dầu bưởi da xanh Bến Tre hàng tuyển, cam sàng 20.000. Trời, cam sàng này nó ngọt lắm nha bà con. Cam sành thì chỉ có 15.000 thôi. À, đây là cuộc sống chợ rồi bà con. Mà sao hôm nay thấy ế quá bà con? Sao hôm nay ba mai còn thấy cái chợ này nó ế quá? Bình thường là đi là nó kẹt xe mà hôm nay xe chạy bong bon à. Người bán ngồi chơi không mà bà con. Chết rồi. Ế dữ vậy trời. Xe ba mày cầu chạy mà không nhích nhích luôn nè. Măng cục 40.000 ký. Đường xá rộng rãi ha. Nhãn xuồng 30.000 ký. Ôi trà, nắng quá. Nhìn cái cảnh này thấy thương cho người dân Sài Gòn ghê á. Họ phải làm việc khổ cực quá. Nắng nồi nè, phải che dù lên mà không thấy ai. Cái gì vậy? Quét quét gì đây? Khổ ha. Còn đây là bến xe nè bà con. Chạy vô dạo vòng khu vực bến xe. Đây là bến xe buýt chợ lớn rồi đó. Dạ mình đi về hướng chợ Bùi Phát. Sư Trúc Hiên Tịnh Xá. Cái đó cũng là cái chùa đó bà con. Rồi đây là nhà hàng Lẩu Cá Thuận Kiều. Con đường ba mẹ cầu đang đi là đường Phú Hữu đó bà. Giờ mình quẹo qua đây. Con đường này là con đường Hồng Bàng. Bên tay trái này hồi xưa đó là cái gì đó, cái gì mà cảnh sát đặc biệt đó bà con. Bốt hoa. Còn đây là Thuận Kiều nè, Thuận Kiều Plaza. Rớt cái điện thoại. Trời đất ơi, rất phi người vận chuyển. Và bên tay phải ba mày cò đây là phòng thương mại Trung Hoa rồi không? Của ông hồi đó là thời của ông Mã Tuyên á, thời để giúp Việt Nam quà. Còn cái đường này là đường Phùng Hưng nè. Cái ngôi chợ trong đây là cái chợ Phùng Hưng rồi không? Chợ này là chợ nhà giàu. Hồi đó bên tay phải ba mẹ gồ đây là có một cái căn biệt thự nè. Còn giờ xây nhà lầu hết rồi. Bên kia người ta bán bánh trung thu quá trời rồi bà con.
Mà giờ sao tự nhiên cái mùa lễ hội bánh trung thu này giờ riết ba mẹ gồ thấy nó nhàm chán quá, nó không còn có cảm giác háo hức nữa rồi. Rồi ra đây nè bà con, hồi xưa là có cái tượng đài chiến sĩ vô danh đặt ngay tại đây luôn à, đặt ngay tại đây à, các cô chú anh chị và các bạn có biết được thì xin chỉ giúp ba mẹ gồ cái câu đố này nha bà con. Ồ, đây là cái hồng chữ học tự, hồng chữ đỏ vậy, hồi xưa chắc nó là cái bệnh viện. Có đường này đường hồng bàn, ở giữa đây có cái tiểu đảo rồi. Đường hồng bàn này hồi đó sau năm 75 có thời gian nó đổi tên là đường Hùng Vương, nhưng mà cái đoạn hồng bàn ở đây nó vẫn giữ tên hồng bàn nha bà con à, đặc biệt cái đó, bên kia là đường Hùng Vương nhưng mà bên đây là đường Hồng Bàng à, có một đoạn ở đây nè, Hồng Bàng ở đây vẫn giữ tên là không đổi tên Hùng Vương nha, nhưng mà cái đoạn cái tuốt ở trên kia đổi tên lại là Hùng Vương. Hồi xưa ngay cái đoạn này là một con đường mà mang hai cái tên, ở giữa là cái tiểu đảo. Đây là ngã tư. Ngã tư này là ngã tư đường Cù Đẩm Thiên Vương, đường Lý Thường Kiệt và đường Hồng Bàng. Bên tay trái có tòa nhà đó bà con à, tòa nhà Hùng Vương đó là hồi xưa nó là trại Trần Nguyên Hoảng của Liên đoàn 65 truyền tin đó bà con. Đây là Đại học Y Dược. Dân Sài Gòn bây giờ giàu quá rồi bà con, không có còn ăn xôi nữa. Chạy hết nãy giờ dọc mà kiếm quán xôi không có. Hồi xưa cứ đi ra góc ngã tư đường là có tiệm bán xôi. Khám bệnh ghê mà con à. Nhìn thấy bệnh viện mà đông đúc là thấy mệt rồi đó. Bên tay phải ba mẹ gồ đây nè bà con, đó là nhà thiếu nhi quận 5. Nhà thiếu nhi quận 5 này hồi xưa đó là nhà của ông đại tướng Cao Văn Viên. Giờ ba mẹ gồ quẹo trái nha, để mình đi ra con đường Ngô Gia Tự để đi về quận 3 Bùi Phát. Bên kia trước mặt đó là trường Chu Văn An các bà con.
Hồi xưa đó là trường Bưởi á. À, bên tay trái này là trung tâm huyết học nè. Hồi xưa cũng có rồi. Sau lưng nó là nhà thương Hồng Bàng. Bên đây phải này là nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa nè phải không? À, đây là nhà thờ ngã sáu Chợ Lớn. Còn bên tay trái luôn nè, là hồi xưa ở đây là Đại học xá Minh Mạng. Tại vì con đường này là con đường Ngô Gia Tự nè phải không? Con đường Ngô Gia Tự này là gì ta? Là hồi xưa là đường Minh Mạng. À, bên tay trái là Đại học xá Minh Mạng. Ồ, đây mở cái dạp sạc của xe VinFast nè. À, bên tay trái 30 gò đây nè, hồi xưa đó là khu cư xá công chức. Bên tay phải 30 gò đây là trường này, trường Trần Khai Nguyên. Trường Trần Khai Nguyên này hồi xưa đó là trường Teresa. À, tên tiếng Việt của nó là trường Anh Đức đó các bạn. Đây là ngã sáu Chợ Lớn đó bà con. Ở đây có cái tượng đài này là tượng đài An Dương Vương. Đây là thánh tổ của binh chủng công binh. Rồi ở đây là ba mẹ con vẫn đang đi trên con đường Ngô Gia Tự và đường Minh Mạng năm xưa. Bên tay trái đây là trung tâm y khoa Medic nè bà con, hay còn gọi đó là bệnh viện Hòa Hảo á. Nhưng mà thực chất mình gọi bệnh viện thôi chứ thật ra cái chức năng của nó không phải là bệnh viện nha bà con, mà nó chỉ là một cái trung tâm xét nghiệm thôi. À, ba Michael tự nhiên sực nhớ là có một cái chỗ bán xôi bà con. Hình như trên đường bán 2, 3 mê gồ, hồi đó 3 mê gồ đi ngang qua 3 mê gồ, nhớ có chỗ bán xôi. Đây chùa Trấn Quốc nè. Sư Văn Hạnh. Và tay phải này xưa đó là chung cư Minh Mạng. Còn quẹo tay trái trước mặt bà con cô bác đó, đó là chùa Ứng Quang.
mày còn nhớ rồi, ở trên đường 32 có một cái chỗ tiệm bán xôi lá chuối ngay góc đường Cao Thắng đó bà con. Giờ mình chạy ra đó mình mua xôi. Ở đây hồi xưa là có tượng đài chiến sĩ biệt động quân nè bà con, ba người lính biệt động quân. Rồi con đường này là con đường Phan Văn Giảng, kế bên là trường Phan Xào Nam. Khai trương chi nhánh mới nè, 10.000 ly đồng giá. Đây là có rạp Long Vân nè à, để ba mày gò quẹo trái vô đường Trương Minh Quyền. Con đường Trương Minh Quyền này là xin thưa bà con cô bác á, hồi đó đó là đường Trần Văn Văn à, nó dẫn mình ra đường 32. Khu vực này ở đó người ta gọi là, còn gọi đó là vườn Bà Lớn. Bên phải này là có một cái ngôi chùa, chùa này chùa Long Hoa. Ở đây nè có cái con đường hồi xưa, đây là cái chợ nè, chợ này vô, chợ này dẫn vô cái ngôi chùa Pháp Hội nè bà con. Đó, trước mặt bà con bắt đầu là cái chợ đó, và trước mặt trên con đường trên kia đó, trước cái chùa cũng là cái chợ luôn. Cái chợ hồi xưa, cái chợ này lớn lắm nha. Đó, ngôi chùa đó, ngôi chùa Pháp Hội đó bà con. À, có nghĩa là cái con đường hẻm này nó cũng là cái chợ, rồi cái con đường dọc bên ngang bên kia cũng là cái chợ luôn. À, nguyên cái khu vực bên đó ta gọi là cái, có một cái chợ lớn lắm, trước năm 75. À, nhìn qua bên kia đó là Việt Nam Quốc tự. À, bên đây là nhà hát Hòa Bình được xây dựng năm 85. Phước Hải nè. Bên tay phải ba mẹ gò đây bà con, hồi xưa có một cái trường trung tâm luyện thi Đông Phương. Trường Đông Phương đó bà con. Có ba ngôi trường, như trường Đông Phương là trường gì nữa ba mẹ gò quên tên rồi, cái gì Linh Linh á. Rồi thêm một cái trường nữa là trường của bên trường gì đó quên rồi. Đại học Kinh Thương, đúng rồi.
Ở đây nhớ cái tiệm xôi lá chuối mà ta. Hay là dẹp bã luôn rồi. Trời ơi còn có bánh mì xôi lá chuối kìa. Rồi à, thấy rồi, vô mua xôi ăn nha bà con. Mua gói xôi gì ta. Có gì ăn không? Mình có xôi xôi gất không? Có. Cho anh cái gói xôi gất. Xôi gất luôn. Trời ơi. Cho anh vậy. À, xin thưa bà con, bác cuối cùng ba mẹ con cũng đã kiếm được cái gói sơ gất rồi. Giờ mà bà con, trời ơi, nó có chút xíu rồi bà con. 12.000. Chết rồi, cái này ba mẹ cô bỏ miệng nha, cái ẹt là hết rồi. Ui. Ồ, xin thưa bà con bác coi nè. Trời đất ơi. À, cái gói xôi này hộp nếu mà so với hồi xưa chắc nó bằng có phần nửa hoặc 1/3. Mà bà con các bác cùng ăn với ba mẹ cô nha. Xôi nóng hổi lắm. Gói trong lá chuối bọc băm lông. Thú thiệt là ăn cũng được ha. Nó không có làm cho ba mẹ còn nhớ lại được cái cảm giác hồi xưa. Có lẽ là xôi hồi xưa á, ba mẹ còn vẫn ăn ngon hơn. Rồi. Thôi ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cô. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.